Thời đại 4.0, công nghệ thông tin phát triển tạo cơ hội lớn cho việc kinh doanh online bùng nổ. Nhiều người khởi nghiệp bằng việc kinh doanh online, một số khác thì chuyển từ kinh doanh truyền thống sang mảnh đất màu mỡ online. Lý do là bởi bạn có thể tự do làm việc ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào tùy thích. Chỉ cần có một thiết bị có thể kết nối Internet, sản phẩm của bạn vẫn có thể được đưa tới khách hàng kể cả khi bạn ngủ bằng những công cụ kỹ thuật hỗ trợ. Kinh doanh online là sân chơi bình đẳng dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tôn giáo, độ tuổi, vùng miền. Đây là những rào cản mà kinh doanh truyền thống hay gặp phải. Bạn không cần phải có nguồn vốn lớn như kinh doanh truyền thống. Như khi kinh doanh truyền thống, bạn phải chi trả đủ thứ chi phí như là mặt bằng, nhân viên, điện, nước. Thì khi kinh doanh online, bạn chỉ cần một số vốn ít đủ để lấy hàng và một thiết bị kết nối Internet. Các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo, WeChat, Instagram cũng như các sàn thương mại điện tử ngày càng phát triển, bạn có thể tự do đăng tải, quảng cáo sản phẩm của mình đến nhiều khách hàng cùng lúc với chi phí gần như bằng không. Chính vì những lý do trên, xu hướng bán hàng online ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, làm cách nào để tạo ra và duy trì lợi nhuận hàng tháng cũng như xây dựng và phát triển thương hiệu riêng thì không phải ai cũng làm được. Sau đây là 5 bước để kinh doanh online hiệu quả dành cho người mới bắt đầu. Thứ nhất, nghiên cứu nhu cầu thị trường. Nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên quan trọng nhất trong các bước kinh doanh online hiệu quả. Sai lầm mà những người bắt đầu kinh doanh online hay gặp phải là cố gắng tìm sản phẩm trước rồi mới tìm kiếm khách hàng sau. Để tăng khả năng thành công, bạn nên bỏ thời gian tìm kiếm và phân tích thị trường. Chỉ khi biết được phân khúc thị trường của mình là gì thì bạn mới đáp ứng tốt nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Dưới đây là 3 cách để bạn tìm kiếm phân khúc thị trường tiềm năng của mình. Dùng Internet để truy cập vào các diễn đàn xem mọi người đang thắc mắc, thảo luận gì, nhu cầu về sản phẩm trong ngành hàng mà bạn dự định bán như thế nào. Theo dõi các xu hướng liên quan đến ngành hàng của bạn trên mạng xã hội. Đây là bước tiên quyết nằm trong các bước kinh doanh online hiệu quả. Các kênh mà bạn nên theo dõi như là Facebook, YouTube, Instagram, Hashtag. Theo dõi đối thủ cạnh tranh trên website bán hàng chính thức, mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, ghi chú lại những gì họ đang làm. Bằng cách này sẽ biết được khách hàng yêu, ghét đối thủ của bạn ở điểm nào, từ đó phát triển doanh nghiệp của bạn tốt hơn đối thủ. 2. Lựa chọn sản phẩm phù hợp để kinh doanh online. Nếu bạn có nguồn vốn hạn chế thì nên lựa chọn chỉ 1 đến 3 sản phẩm chủ lực để kinh doanh, không nên dàn trải nguồn vốn của mình. Có rất nhiều mặt hàng để kinh doanh online, tuy nhiên có thể phân chia thành hai nhóm chính, đó là mặt hàng phổ thông và mặt hàng ngách. Đối với mặt hàng phổ thông là mặt hàng mà khách hàng có nhu cầu cao và đang được nhiều người kinh doanh, ví dụ như là dầu gội, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, v.v. Trái với mặt hàng phổ thông là các mặt hàng ngách, chỉ phục vụ một phân khúc khách hàng cụ thể, ví dụ như các mặt hàng thời trang tự thiết kế, mỹ phẩm thiên nhiên cho da nhạy cảm. Lựa chọn sản phẩm kinh doanh online, bạn cần lưu ý đến các tiêu chí sau: mức độ mới lạ, hợp xu hướng của sản phẩm, mức giá sản phẩm phù hợp với vốn của bạn, chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo quản sản phẩm, khoảng cách địa lý của nguồn hàng. 3. Lựa chọn kênh bán hàng online triển vọng. Lựa chọn kênh bán hàng triển vọng nằm trong các bước kinh doanh online hiệu quả. Thay vì đầu tư tràn lan vào nhiều kênh thì bạn nên tập trung đánh vào một kênh tiềm năng. Việc chọn đúng kênh giúp bạn tiết kiệm chi phí, công sức và thời gian. Một khảo sát 5.000 shop bán hàng online thực hiện tháng 1 năm 2019 cho biết Facebook là kênh bán hàng online hiệu quả nhất, đứng thứ hai là các sàn thương mại điện tử, tiếp theo là các kênh giao vặt như Chợ Tốt, Vật Giá, đứng thứ tư là các sàn thương mại điện tử của nước ngoài với những tên tuổi lớn như là Amazon, Alibaba và ST. Con số này giúp những ai đang kinh doanh online sẽ tìm được hướng đi mới. 4. Quảng cáo kênh bán hàng của bạn đến với mọi người. Trong số các bước kinh doanh online hiệu quả thì quảng cáo là bước về doanh thu. Bạn đã có những dịch vụ tốt, sản phẩm chất lượng, chăm sóc khách hàng rất chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để khách hàng biết đến bạn? Việc chạy quảng cáo hiện nay rất là phổ biến. Bất kỳ ai bán hàng online đều có thể sử dụng công cụ này nếu có một tài khoản trên Google, Facebook và một thẻ Visa thanh toán quốc tế. Giai đoạn đầu chạy quảng cáo, bạn chưa có kinh nghiệm cũng như chưa biết rõ các thuật toán thì nên chạy quảng cáo với chi phí ít rồi hãy tăng dần. Để quảng cáo thành công thì bạn cần phải xác định rõ khách hàng mà bạn muốn hướng tới là ai, các yếu tố mà bạn cần phải chú ý khi xác định đối tượng khách hàng mục tiêu là giới tính, độ tuổi, vị trí, ngôn ngữ, học vấn, hành vi, sở thích. Ngoài ra bạn còn cần phải chọn đúng khung giờ để chạy quảng cáo. Đây là một trong số các bước kinh doanh online hiệu quả không thể bỏ qua. 5. Giữ chân khách hàng. Giữ chân khách hàng online là một trong số các bước kinh doanh online hiệu quả. Bạn cần phải cố gắng khiến nhiều khách hàng đến với bạn trở thành khách hàng thân thiết, không ngừng quay lại với cửa hàng và lôi kéo thêm nhiều khách hàng mới đến cửa hàng. Dưới đây là một số cách giữ chân khách hàng hiệu quả. Với khách hàng,
Sau mỗi lần khách hàng mua hàng thì hãy kết bạn Zalo hoặc Facebook của khách hàng rồi tạo thành nhóm để tiện thông báo cho khách hàng những ưu đãi sắp tới. Bên cạnh đó, vào những dịp lễ Tết bạn có thể nhắn tin chúc mừng khách hàng. Bạn hãy nhớ là nhắn tin với mức độ vừa phải, tránh làm khách hàng cảm thấy phiền và bị quấy rầy. Số điện thoại hoặc email khách hàng để thỉnh thoảng có thể gọi điện hỏi thăm về chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của nhân viên. 5 bước cho người mới bắt đầu kinh doanh online hiệu quả. Và đây là các bước có vẻ như không mấy khó khăn, nhưng để thực hiện một cách chỉnh chu và đạt được thành công thì đòi hỏi sự cố gắng không hề nhỏ. Điều quan trọng nhất là để thành công đó là sự kiên trì và không ngại quãng khó khăn. Hãy ghi nhớ nha. Chúc các bạn kinh doanh online hiệu quả và thành công nhé.